mến, chúng tôi có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để tiếp lửa cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu knockout giữa Việt Nam và Campuchia. Và có thể nói là trong tất cả những trận đấu chúng tôi từng thuộc thì đây là trận đấu mà có đông cổ động viên nhất. Phải nói là hàng chục ngàn người hâm mộ các bạn ở đây ngày hôm nay. Và hàng ngàn chiếc áo cổ động viên từ GBO được gửi tặng quý vị để có thể là tiếp theo động lực cũng như là nhuộm đỏ đường cả phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và ngày hôm nay thì không khí Giáng sinh gần tới rồi, cho nên là có thêm một bảng mascot hình ảnh ông Già Noel cầm theo một chiếc túi quà với rất là nhiều những chiếc áo thùng GBO. Một lần nữa xin được cảm ơn GBO đã cùng đồng hành cùng chương trình nhé. Và hy vọng là U22 Việt Nam sẽ giành được huy chương vàng SEA Games 30. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.